Hi, xin chào các bạn, đuôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với cái công viên khủng long này đó các bạn ơi. Ôi, ở đây chúng ta có mấy con khủng long đang chơi với trái banh thì phải á. Ủa? Tự nhiên trái banh này nó bị đá lên trên xong nó dội xuống lại nữa các bạn ơi. Thì trong thời gian offline á, mình có tiến hành đi sửa cái chuồng cho mấy em ở dưới nước nữa các bạn ơi. Chúng ta có Sturgeon, có mấy em Alligator Ga và cả mấy em rùa Henodot nữa. Và chúng ta có trứng của tụi nó nữa các bạn ơi. Wow, tụi nó sinh sản rất là nhiều luôn nè. Chúng ta có trứng khá là nhiều luôn các bạn ơi. Xịn vậy cá trưởng ạ. Ủa, hình như mình thiếu một loài thì phải. Ồ, cá vây tay nữa nè các bạn ơi. Và hình như mình đã thiếu ốc anh Vũ rồi. Trời ơi, chúng ta bị thiếu ốc anh Vũ rồi bạn ơi. Các bạn có thấy gì khác lạ không? Cái chuồng này á, mình đã thay bằng cát rồi nè. Cho nó thích hợp với lại mấy em rùa mà mình tính nuôi trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ nuôi một cái loài rùa thời hiện đại, nuôi chung với lại rùa cổ đại Henodot luôn nha. Ngon lành canh đào luôn. Bên đây chúng ta có được mấy em Henodot nó đang chơi với trái banh nữa các bạn ơi. Nó không có chịu dứt ra đâu. Và đây chính là cái khung cảnh của cái chuồng nè. Ôi, nó có cát vào nhìn nó cũng khác lạ liền các bạn ơi. Khá là hấp dẫn luôn. Ủa, có một con rùa nó thảy trái banh nó lên cao rồi nè. Và giờ thì nó không chịu đi các bạn ơi. Chắc mình sẽ tiến hành đập trái banh này đi quá. Ây da, tôi bay lên không được rồi. Cao vậy cái chưởng ạ. Wow, mới có chạy quanh cái chuồng một xíu thôi mà mình đã đói rồi. Nhanh thiệt sự các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ lấy mấy cái trứng này ra thôi. Chúng ta có khá là nhiều trứng ở đây luôn. Wow, trứng Henodot, trứng khá là nhiều loài luôn các bạn ơi. Và đây chính là trứng của Nautilus nè. Đó, mình sẽ cất hết vào đây nha. Trứng của Henodot mình để ở đâu vậy ta? Bên này hả? Ui, cũng không có luôn các bạn ơi. Mà trứng của Henodot chắc mình sẽ cất vào trong cái rương khác đi ha. Giờ chắc mình sẽ thả thêm mấy cái em Nautilus ra quá. Tự nhiên nó bị despawn mất tiêu à. Lâu lắm rồi mà không có vào lại á các bạn ơi, là Nautilus nó sẽ bị biến mất đó. Giờ thì mình sẽ thả ra nha. Đó. Đây mấy em móc anh Vũ nữa các bạn ơi, thả ra hết luôn. Wow, khá là nhiều luôn các bạn ơi. Chúng ta còn có thêm trứng của cá tầm nè. Và đây là trứng của cá vây tay. Cá vây tay nè. Ồ, cá tầm. Và đây là ốc anh Vũ. Thả ra hết thôi các bạn ơi. Tụi này nó sinh sản liên tục luôn à. Xịn thiệt sự à. Ôi, nó lại tiếp tục sinh sản nữa kìa. Nó có hai cái trái tim rồi kìa các bạn ơi. Nhanh vậy cả trưởng à. Rồi, và nhân vật chính trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi nuôi, đó chính là những em rùa thời hiện đại nha. Và mình đã có bắt hai con về bên này rồi thì phải. Bây giờ thì mình phải đi qua mình kiếm mấy cái con rùa đó mới được. Và có trái banh nó bị rớt vào đây nè. À, và trái banh này là trái banh của cái em Henodot hồi nãy nè các bạn ơi. Wow, hai trái luôn, hèn chi. Rồi mình sẽ cất vào trong ba lô hết nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại nhà của mình và đi coi thử mấy cái em rùa thời hiện đại nó như thế nào nha. Rùa thời hiện đại nó to thiệt sự luôn các bạn ơi. Ôi, lâu lắm rồi mình mới thăm lại mấy cái em Mosasaurus đó. Ui, nhìn đỡ thiệt sự luôn. Hình như mình đã thuần hóa mấy con ở trong đây rồi nè. À. Và trong thời gian offline á, mình nhìn lại những cái nơi sống của tụi này á, mình thấy mình xây nó hơi bị lố các bạn ơi. Nó to thiệt sự luôn. Trong khi cái thước của tụi này á, nó có chút xíu à. Đây chính là em rùa mà mình đã bắt được từ những cái tập trước rồi nè. Em rùa này có tên là Leonardo nha các bạn ơi. Rồi mình có thể dùng cái amulet để mà thu nó lại nè các bạn ơi. Đó. Thì những cái em rùa trong cái mod MO Creator này á, chúng ta có thể đặt tên tụi nó theo tên của bốn ninja rùa nha các bạn ơi. Ồ, rất là xịn sò luôn. Các bạn có coi cái phim ninja rùa hồi xưa không? Có được bốn thiếu niên ninja rùa đó các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Và hình như mình đã có tên là Leonardo rồi thì phải. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt thêm mấy em rùa và đặt tên cho nó giống như vậy luôn nha. À, chúng ta sẽ đi kiếm rùa thôi. Và trước tiên thì mình sẽ cần cầm mí cũng như là những cái miếng dưa hấu. Tại vì rùa nó khá là thích ăn dưa hấu đó các bạn ơi. Cũng như là mí nữa. Đầu tiên thì mình sẽ cầm dưa hấu đi nè. Đó. Và mí thì đây. Ok, như vậy là quá đủ rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ tạm cất một vài thứ vào trong ba lô đi ha. Nhiều đồ quá hả? Tạm cất bớt coi. Nãy giờ mình toàn thấy là đà điểu không à. Chưa thấy rùa ở đâu. À, cái vùng swarm nè. Vùng này có rùa không ta? Thì rùa nó sẽ sinh sản tại cái vùng đầm lầy này nè.
cũng như là những cái sông đó các bạn ơi. Nói chung là chỗ nào có nước là tụi nó sẽ rất là dễ xuất hiện luôn nha. Wow, chúng ta gặp được cá nữa các bạn ơi. Ui, xịn vậy cái trưởng à. Chúng mấy em cá này mình sẽ bắt trong những cái tập kế tiếp quá. Ui, hấp dẫn chưa. À, mình thấy được một con rùa nữa các bạn ơi. Đây, 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 đây rồi, hai con luôn. Mình sẽ cho tụi nó ăn một miếng dưa hấu nha. Một con ăn một miếng dưa hấu nè. Và con này ăn mía đi ha. Rồi, chúng ta đi chỗ khác và đặt tên cho nó được rồi đó. Mình sẽ đặt tên theo tên của ba thiếu niên Ninjaru còn lại nha các bạn ơi. Hồi nãy mình đã có Leonardo rồi. Bây giờ mình sẽ đọc là Donatello. Ok, Dona. Mình phải đặt cho đúng mới được. Donatello, Donatello. Đấy các bạn ơi. Ok, thay đổi cái băng trán luôn các bạn ơi. Và cái thiếu niên tiếp theo có tên là Raphael hả? Ok, Raphael luôn. Wow, thay đổi băng trán nữa các bạn ơi. Đây, băng trán màu tím. Và đây là băng trán màu đỏ. Chúng ta còn có các loại vũ khí ở trên lưng nữa. Rất là xịn sò luôn. Giờ mình sẽ bắt đi về hết nha. Một em và hai em. Rồi, mình chỉ còn một thiếu niên ninja rù nữa thôi. Mình đã có được ba cái pet amulet rồi phải không? Mình sẽ lấy thêm những cái pet amulet mới ra nha các bạn ơi. Đây nè, chúng ta còn có bốn cái nữa mà. Tôi lấy đi hết các bạn à. Rồi, úp ở đây còn một thiếu niên ninja rùa nữa nè. Bên đây chắc mình sẽ cho ăn mí quá. Đó, và đi xa xa ra thì nó mới chịu ăn được nha các bạn ơi. Ủa, sao nó không chịu ăn? Thức kỳ vậy. Mình sẽ đẩy em rùa này vào bờ trước nha các bạn. Đây, lên bờ đi. Và cho ăn mí nè. Ồ, đây đây, có một em rùa trước nè các bạn ơi. Chúng ta gặp được hai em nữa. Ôi, rùa chỗ này nó nhiều vậy chữ ngợ. Em tiếp theo là Michelangelo. Ui, cái tên khá là khó chịu luôn. Michelangelo nha các bạn ơi. Michelangelo. Đúng không? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại coi. Đây, băng trán màu cam rồi. Đúng rồi các bạn ơi. Ok, thế là mình đã có được bốn thiếu niên ninja rùa rồi. Bây giờ mình sẽ bắt những cái em rùa thường thôi các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ đặt tên tiếp tục của những cái em rùa thường này nha các bạn ơi. Đó, những cái em rùa thường này thì mình sẽ vẫn tiếp tục là đặt những cái tên của bốn ninja rùa thôi. Đó, để mình kiếm những cái loại vũ khí mà các ninja rùa này đeo trên lưng nha. Đó, đầu tiên là Donatello trước đã. Đây các bạn ơi. Và chúng ta phải tiêu diệt em rùa này thôi. Nói chung thì cũng khá là buồn nhưng mà chúng ta phải làm vậy rồi các bạn ơi. Trên lưng có cái gì nè? Đó, có cái gầy vũ khí phải không? Giờ thì mình phải tiêu diệt để mà lấy cái cây vũ khí này đi. Đây đây, chúng ta được hai cây luôn nè các bạn ơi. Ôi, chúng ta đã được hai cây bo luôn. Xịn vãi cả trưởng ạ. Đó, đó chính là cái lý do mà mình đi kiếm mấy ninja rùa này đó. Chúng ta sẽ có được bốn loại vũ khí. Đó chính là nunchaku, sai, bo và katana. Wow, có cả katana trong đây luôn. Rất là xịn sò các bạn ơi. Ôi, mình gặp được một em cá tím nè. Và một em cá gì đó khác màu. Wow, xịn vãi cả trưởng ạ. Để mình đi quanh quanh đây mình tìm thêm mấy em rùa nữa nha các bạn. Wow. Ui, bên này chúng ta gặp được cái con gì đây? Cá sấu. Cá sấu và con trăng các bạn ơi. Mình sẽ tiêu diệt con trăng này luôn nha. Đây. Và em cá sấu này thì dứt mày luôn nha. Wow, nó cho mình da cá sấu nữa các bạn ơi. Nói chung thì cũng khá là xịn sò đây. Chúng ta được hai cái trứng của con trăng nè. Đó, và bốn miếng da của cá sấu. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi ngủ một phát đi. Trời, nó tối rồi. Có khá là nhiều quái nó sẽ xuất hiện để mà tấn công chúng ta đó. Tại vì trong công viên khủng long mình đang chơi ở chế độ bình thường mà. Đâu phải là chế độ bình yên đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua cái vùng đầm lầy phía bên này. Để mà kiếm tiếp mấy cái em rùa nữa nha các bạn ơi. Nói chung thì cái đầm lầy này nó cũng khá là nhỏ ha. Bên kia chúng ta gặp được mấy em dê kìa. Rất là nhiều cái loài động vật ở quanh đây luôn nè. Đã và cái chưởng luôn đó các bạn ơi. Mình sẽ kiếm cái vùng đầm lầy nào mà nó to hơn nha. À đây, mình có lưu chỗ này là turtle nè. Không biết có gặp được em turtle nào mà sao tôi lưu turtle gì ta. Mình sẽ cùng kiểm tra qua đây thử coi. Ủa, mấy em turtle của tôi đâu rồi? Mình lưu chỗ này làm cái gì ta? Sao mình không thấy turtle mình cứ lưu chỗ này? Khó hiểu vậy. À đây đây, thấy được nè các bạn ơi, một em. Cho nó ăn dưa hấu đi. Đó. Ăn đi. Ủa, sao nó không ăn? Cho ăn lại nè.
Đó, phải đi ra xa thì tụi nó mới ăn được các bạn ơi. Em này mình sẽ đặt là Leonardo nha, để mình kiếm cái loại vũ khí của em này mới được. Đó, cái băng tráng nó đã đổi thành màu xanh rồi nè. Ui, và đây rồi, chúng ta đã rớt được ba cây katana luôn. Ủa, cái kiếm của mình nó có looting cấp độ 3, hàng chi nó rớt đồ nhiều vãi cả chữ luôn các bạn ơi. Và đây mình có được một cây katana rồi nè. Ui, xịn vãi. À, nó cũng dài ngang với lại cái kiếm kim cương thôi bạn ơi. Để một tí nữa mình sẽ tìm hiểu đam của tụi nó nha. Và một cây bo, cái bo giống cây côn quá vậy. Ui, nhìn xịn chứ các bạn, đã thiệt sự luôn. Thế là chúng ta đã có được hai loại vũ khí rồi, mình sẽ đi tìm thêm hai loại nữa nha. Đâu rồi, đâu rồi, chúng ta sẽ tìm thêm nào. Quanh đây chỉ có, ui má ơi, cá sấu các bạn ơi, nhảy nhảy nè, sợ phải cái chữ ngợ. Mấy con cá sấu đó không biết mình có thể nuôi được không nữa, để hôm nào mình sẽ thử lù nó thử nha. Bên đây chúng ta gặp được một em rồng Komodo nè. Và mình còn cái loài động vật nào quanh đây nữa không? Chỉ có một con rùa thôi sao? Ờ, có đúng một con rùa chỗ này thôi bạn ơi. Chắc mình phải tìm quanh cái vùng đầm lầy này thử coi ha. Wow, chỉ có một con rùa thôi à? Cay vậy. Cái vùng đầm lầy này thì sao bò nó nhiều quá vậy trời? Bò nè. Ui, có rắn lục luôn kìa các bạn ơi. Đây, chúng ta phải trừ khử nó liền chứ không là nó sẽ tấn công lại chúng ta đó. Wow, vùng này bò rất là nhiều luôn nè. Mà tôi đang đi kiếm rùa mà, có rùa ở đây nào nữa không? Ôi, chúng ta lại gặp được một em cá nữa. Wow, rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Ôi, sao bây giờ cá nó xuất hiện nhiều quá vậy ta? Đã thiệt sự luôn đó các bạn ơi. Và chắc chắn rồi mình sẽ làm một cái tập về các cái loài thủy sinh trong cái mod Emulator này nha. Mod này thì khá là xịn sò đó. Cập nhật cho mình rất là nhiều cái loài động vật luôn nè. Ui, bên đây mình gặp được một em rồng Komodo khá là to luôn. Rồi để mình né cái em rồng Komodo đó ra các bạn ơi, chứ không là nó sẽ phun độc á, làm tê liệt chúng ta đó. Ồ, hết rùa rồi hả? Có một em thỏ nè, hai em thỏ luôn. À, cá nữa nè các bạn ơi, xịn vậy. À đây đây, rùa đây. Tìm nãy giờ. À, nó không chịu ăn kìa. Con này sao mà ngại ngùng cái gì không biết nữa, ăn đi. Không ăn thì tôi cho ăn ăn mía nha. Ồ, mía thì chịu. Em này mình sẽ đặt tên là Mì Ken Langelo nha các bạn ơi. Mì Ken Langelo. Ok, băng tráng màu vàng luôn. Mình sẽ tiến hành dứt em này đi. Ồ, khi đánh một phát là nó sẽ lật cái mai lại. Ui, sao mà ẩu quá vậy? Và nó cho mình ba cái nunchaku luôn các bạn ơi. Wow, tính ra mình có khá là nhiều đồ của ninja rùa chứ bộ ha. Ui, để mình coi cái ba lô này mình còn trống không. Đây còn trống nữa các bạn ơi. Mình sẽ cất hai cái cây bo vào nè, ba cây katana và ba cái nunchaku. Ồ, cái này như là côn nhị khúc vậy ha. Để mình đánh em bò thử các bạn ơi. Đánh được có một xíu máu à. Nói chung cũng được các bạn ơi. Rồi, mình sẽ tiến hành cất nó vào trong ba lô đi ha. Đó, mình sẽ tìm một em rùa nữa. Một em rùa cuối cùng. Để mà tìm cái cây vũ khí cuối cùng thôi. Ủa, có con gì nó nhảy nhảy ở đây vậy? Đây là mấy con ta slime nữa các bạn ơi. Mấy con slime này cũng khá là nguy hiểm đó. Slime hắc ín luôn, chứ không phải là slime bình thường nữa. Ở đây mình gặp được hai em rùa nè. Sẽ cho tụi nó ăn nha. Ăn đi mấy đứa. Ủa, nó không chịu ăn cái này hả? Vậy thì ăn mí đi, mí cho nó nhanh. Ủa, nó không ăn. Ở đây đây, nó ăn rồi các bạn ơi. Em cuối cùng này là có tên là Raphael nha. Raphael. Đó, băng tráng màu đỏ luôn. Và dứt em nó thôi. Đây, nó rút cho mình ba cái cây vũ khí của nó rồi nè. Đây là ba cái sai nha các bạn ơi. Ui, sao nó cầm có tí xíu vậy? Để mình đánh em cừu này thử nha. Ui, cũng được có một xíu máu thôi. Thôi, nói chung là cũng được rồi. Chúng ta đã có đủ hết bốn loại vũ khí của bốn thiếu niên ninja rùa rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt những em rùa thường về thôi nha các bạn ơi.
Đó, ăn đi mấy đứa. Ăn đi. Mình đi ra xa lắm rồi nè, nhưng mà nó không chịu ăn. Ui, nó vẫn còn không ăn luôn các bạn ơi. Ủa, con này lạ nhờ. Để mình đi ra xa tuốt ngoài này coi thử coi. Bên đây mình gặp được một em rùa nữa nè các bạn ơi. Wow, đây đây đây, nó chịu ăn rồi. Em này thì mình sẽ đặt tên nó là em rùa bình thường thôi, vẫn là turtle thôi các bạn ơi. Đó, một em. Thì những con rùa đã được mình thu phục á, mình có thể cầm tụi nó lên và đặt lên đầu mình được nha các bạn ơi. Đây nè. Làm cái mũ bảo hiểm các bạn ơi. Giống những người cổ đại ha. Lấy rùa làm nón bảo hiểm nè. Xịn về cái chữ nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dùng Pet Amulet để mà bắt nó về thôi. Mình sẽ tiếp tục thu phục luôn cái em rùa này luôn nha các bạn ơi. Đó, ăn đi. Mình phải đi ra xa mới được, chứ không là nó bị ngại đó các bạn ơi. Đó, nó dậy rồi kìa. Trời ơi, ăn mà cũng ngại nữa. Rồi, để tôi bắt về thôi. Ngại với tôi hả? Mình còn được một cái Pet Amulet cuối cùng hả? Ok, chắc mình có thể bắt thêm được một em rùa nữa đó các bạn ơi. Mấy game slime này nó đang tiến hành tấn công mình đó. Tấn công tôi hả? Tấn công. Ui đó các bạn ơi, tấn công là nó sẽ làm mình bị dính hắc ín luôn nè. Kinh khủng chưa? Đen thui luôn. Cái con slime nhỏ nó cũng nguy hiểm lắm đó các bạn à. Rồi, sau cái cuộc chiến này chúng ta được mấy cái gì đây? Hay là những cái ta crop. Wow. Nói chung thì cái gì thì mình không biết, nhưng mà mình cứ cầm nó đi. Còn em rùa nào qua đây nữa không ta? Mình sẽ cùng kiểm tra một lần nữa coi. À đây, trời ơi. Tôi không có thấy mà tự nhiên cho tôi nghe tiếng làm gì không biết nữa. Đây, mình sẽ vứt đồ chỗ đó nha. Mình sẽ đi ra xa để chờ nó tới nó ăn các bạn ơi. Đây đây, nó đã leo lên bờ rồi nè. Hình như là ở dưới nước nó không có thể ăn, lên bờ nó mới ăn đó các bạn à. Mình phải chạy ra xa mới được. Đó, và em nó đã ăn rồi nè. Tơ tô, lại thêm một em nữa. Ngon lành gành đào, thế là trong chuyến này mình đã có được 7 em rùa rồi. Wow, khá là ngon lành luôn nha. Mình sẽ tiến hành đi về nhà thôi nha các bạn ơi. Rùa đã đủ rồi, chúng ta sẽ đi về nhà và thả mấy em nó ra thôi. Đây, về nhà thôi bạn ơi. Ôi, hên quá, còn mấy em máu anh Vũ nè. Mình tưởng nó despawn rồi chứ. À, nó lại sinh sản thêm nữa. Ngon lành luôn. Để chúng ta có được trứng của ốc anh Vũ nữa bạn ơi. Đó, mình sẽ cho nó ra thôi. Cho nó sinh sản thoải mái luôn. Wow, cái bọn rùa cổ đại này nó kêu sùm quá ha. Đây, mình sẽ thả mấy em rùa lần lượt ra nha. Đấy, đây là những con rùa bình thường thôi nha các bạn ơi. Đó, hai em rùa bình thường. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành thả thêm nha các bạn ơi. Đây, và em rùa thứ ba. Ồ, ba em rùa bình thường. Và tiếp theo là bốn em ninja rùa nha các bạn ơi. À, em đầu tiên là Leonardo nha. Wow, nó đã phát triển tới cái kích thước khổng lồ rồi nè. Rùa bự và cái chữ nè. Em thứ hai là Donatello. Wow, con này thì nhỏ rồi nè. Ủa, nó sẽ tự đi theo mình hả? Em thứ ba là em Raphael nha các bạn ơi. Raphael. Em thứ tư là Michelangelo nha. À, đủ hết rồi nè. Rồi, mình sẽ thả tụi nó xuống đây hết đi. Ui, thu phục tụi nó xong tụi nó tự đi theo mình nè. Mình có cách nào để tụi nó ngừng đi không? Xài cái whip mình thử coi. Ui, nó vẫn đi theo các bạn ơi. Sao có con nó lật ngửa làm cái gì vậy? Trời ơi. Giờ cho tụi nó chơi đùa thôi. Chắc mình sẽ đi ra khỏi khu này đi, chứ không nó đi theo mình nữa các bạn ơi. Thế là chúng ta đã có được 7 em rùa rồi nha. 3 em rùa bình thường và 4 em rùa đột biến. Đột biến thành ninja rùa luôn các bạn ơi. Ui, chúng ta có được con ngựa. Con ngựa ma. Nó rớt cái gì cho mình không? Ui, mấy con ngựa ma đó chúng ta có thể thu phục được nha bạn ơi. Con đây là con ngựa zombie chứ, mình quên. Chúng ta có được thịt thúi nè. Slime ball. Đây nè các bạn ơi. Ôi, nó vẫn đi theo mình. Thôi, chắc mình sẽ chạy đi ra thôi các bạn ơi. Mình sẽ chạy vòng vòng cái khu này nha. Đó. Ở đây chúng ta có được một em Leonardo. Rùa khổng lồ luôn bạn ơi. Nhìn cái cây kiếm ở trên lưng nó kìa. Wow, kinh khủng chưa. Còn đây là những em rùa thường thôi. Thôi, mình sẽ đi ra khỏi khu này thôi, chứ không là mấy rùa nó lại tiếp tục đi theo mình nữa đó.
Và đó là cái loài động vật đầu tiên trong tập ngày hôm nay. Cái loài động vật thứ hai mình tiến hành nuôi đó chính là những cái em đà điểu nha các bạn ơi. Đó. Và chuồng của đà điểu thì mình sẽ tiến hành dựng ở ngoài sau này, sau lưng nơi ở của mấy em động vật thủy sinh luôn. Và đây chính là chuồng của đà điểu nha các bạn ơi. Mình chưa nghiên cứu ra nên xây cái theo cái kiểu nào nữa. Chỗ này có khá là nhiều mấy em mèo lớn ha. Kinh khủng. Thôi, chắc mình sẽ xây theo cái cách của mình đi ha. Chuồng đà điểu. Mình không biết cái bọn này nó có nhảy cao được không nữa. Và chắc mình sẽ làm một cái cửa chỗ này đi quá. Mình sẽ kiểm tra coi cái chiều dài và chiều ngang của hai bên coi. Vậy chúng ta sẽ có được cái cửa như thế này thôi. Một cửa thôi bạn ơi. Chuồng của đà điểu thì chắc mình sẽ xây bằng gỗ acacia nha các bạn ơi. Chắc mình sẽ xây thùng bằng gỗ thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đi chặt thêm mấy cây acacia quanh đây mới được. Chúng ta phải đi chặt cây các bạn ơi. Rồi thì mình đã chặt gỗ trở về rồi các bạn ơi. Chúng ta có được mấy cái acacia wood nè. Đây là những cái gỗ nguyên chất luôn đó. Và mình sẽ tiến hành tạo chuồng cho mấy em đà điểu thôi. Chuồng này thì nó sẽ cao 5 ô nha các bạn ơi. Cao 5 ô như thế này. Rồi những cái trụ thì mình vẫn tiếp tục xây 5 ô thôi. Và tiếp theo là hai cái trụ còn lại thôi. Vẫn là 5 ô thôi. Bữa nay cũng vậy nha các bạn ơi. 5 ô. Rồi và cái phần ở trên đây thì mình cũng sẽ kéo nó lại. Nhưng mà lần này thì mình xài cái loại acacia wood plank. Những cái tấm gỗ, những cái ván gỗ mà chúng ta đã chế tạo rồi đó. Cho nó khác một xíu. Những cái trụ mình mới xài bằng gỗ nguyên chất thôi, cho nó chống đỡ được. Còn cái phần khung thì mình xài bằng ván gỗ là được rồi. Rồi, cơ bản là mình đã có được cái khung trên rồi. Bây giờ sẵn tiện chắc mình sẽ ấp những cái slab ở trên đây, để cho bọn quái nó không có thể xuất hiện được nha các bạn ơi. Và slab mình sẽ dùng đó chính là cái loại bạch dương thôi. Nó sẽ hài hòa hơn với lại cái màu của gỗ keo đó các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo hết một đống slab gỗ bạch dương đi ha. Rồi và đây là phần cuối cùng thôi. Bọn quái nó sẽ không có thể xuất hiện nữa trên đây nha các bạn ơi. Tại vì ở đây là nữ block thôi. Nữ block thì không có quái xuất hiện được. Còn một block thì quái nó có thể xuất hiện được nha. Ok, và xong cái phần ở trên đó rồi đó. Ăn một phát trời. Làm có một xíu mà nó đã bị đói rồi. Giờ mình sẽ tiến hành lo về cái phần ở dưới nha. Ở dưới đây thì mình vẫn tiếp tục ốp bằng cái gỗ keo thôi. Rồi và bây giờ kéo qua cái phần cuối cùng thôi bạn ơi. Sắp xong cái chuồng rồi nè. Rồi cuối cùng thì chúng ta cũng đã xong cái chuồng rồi nha các bạn. Bây giờ thì chắc mình sẽ tách cái chuồng này ra làm nhiều phần nha. Cái chỗ cây trụ ngay chính giữa này nè, mình sẽ xài bằng những cái cây gỗ keo luôn nha các bạn ơi. Nhìn cho nó xịn sò. Đó. Và đây chính là cái phần chính giữa chuồng nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chia cái phần bề ngang của cái chuồng ra làm 3 nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ đặt thêm hai cái trụ nữa nha. Rồi và đây rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ đặt ở đây một cái trụ trước nha. Và phía bên này sẽ là một cái trụ tiếp tục. Đó. Chúng ta sẽ chia cái chuồng ra như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ giống qua thôi. Đỡ mất công phải đi đo như hồi nãy nữa. Hay, và bên đây cũng giống qua luôn nha các bạn ơi. Đúng cái ô này không? Chúng ta phải coi cho thật là kỹ đó. Rồi xong xuôi luôn rồi. Thì cái chuồng này á mình sẽ bọc không phải là bằng những cái kính cường lực trong suốt như là những cái chuồng lúc trước nữa, mà mình sẽ xài bằng cái loại hàng rào nha bạn ơi. Đó. Chúng ta sẽ làm bằng hàng rào thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo một cái cửa, cái khung cho cửa nè. Và mình sẽ tạo luôn 4 cái nút nha. 4 cái nút. Và chúng ta có được một cái cửa. Ok, mình sẽ tiến hành đi lắp cửa vào thôi. Để nó hơi bị trống trải quá. Đây, cửa này thì quay vào phía bên trong thôi. Mình sẽ ốp thêm hai cái miếng gỗ keo vào. Đó, cho cái cửa nó đổi màu đó các bạn ơi. Bên những cái nút thì mình cũng vậy, cũng ốp gỗ keo vào luôn. Đó, xịn sò liền. Rồi, xong bên đây rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo luôn những cái hàng rào nha. Đầu tiên thì mình sẽ cần tạo những cái stick này trước hả? Khá là nhiều stick luôn. Và chúng ta sẽ đi chế tạo những cái hàng rào nào. Những cái fan nè các bạn ơi. Rất là nhiều hàng rào luôn. Hy vọng là có thể đủ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành lắp hàng rào như thế này. Mình dùng cái quanh kéo được không ta? Ủa, cái quanh của tôi để đâu rồi? Ở đây rồi các bạn ơi. Chuyển chế độ. Dùng quanh được. Vậy cho nó nhanh các bạn à. Đỡ mất công.
Ồ, dù là điểu thì nó sẽ như vậy thôi. Ok, ngon lành liền. Mình xài đúng chuẩn luôn, hàng rào thôi. Wow, nhưng mà nó hết nhanh bộ ha. Nó sắp hết nữa rồi nè. Mình lại chế tạo thêm thôi. À, nhìn ngon lành hơn liền. Xịn xò, xịn xò. Đó, chúng ta đã xong được một mặt nè. Wow, nhìn giống chuồng nà điểu vậy. Ok, giờ thì xây tiếp thôi nè. À da, chết rồi. Bấm nhanh quá đó các bạn. Nhưng mà không sao. Và cái phần cuối cùng của cái mặt chiều ngang nè. Đó, bên đây thì mình sẽ tạm kéo qua tầm 3 ô thôi nha các bạn ơi. Để một tí chúng ta còn chừa đường để mà dẫn mấy em đà điểu về nữa. Rồi, và thế là xong. Chúng mình sẽ đặt thêm những cái fan ở quanh đây đi. Để mà tí mình cột mấy cái em đà điểu lại đó các bạn ơi. Bây giờ thì tới với cái công việc đó chính là lắp glowstone vào cho cái chuồng này nó sáng. Để bọn quái nó sẽ không xuất hiện được nha. Mình sẽ lắp glowstone ở bốn góc trước nè. Vẫn là công việc quen thuộc thôi. Rồi, qua bên đây một cục glowstone nữa. Và phía bên này nữa các bạn ơi. Đó. Rồi, chỗ đây một cục nè. Cách ra 6 ô đúng không? Đúng là 6 ô rồi các bạn ơi. Tiếp theo là chỗ này một cục nè. Chúng ta sẽ có được 6 ô. Và phía này cũng là 6 ô luôn nha. Đó, nó đều hết rồi nè. Khá là đơn giản luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ giống qua thôi bạn ơi. Đỡ mất công phải đi đo đếm lại nữa. Nó giống qua thôi nè. Làm cho nó nhanh. Ngon lành rồi đó. Và còn một cái cục cuối cùng thôi, nó sẽ nằm chỗ này thôi nha các bạn ơi. Đó, xong xuôi rồi. Nhanh vậy cái chữ nữa. Thì cái loại cây mình sẽ xài cho cái chuồng đà điểu đó chính là cái cây gỗ keo nha. Cái bọn này hình như nó cũng sống tại cái vùng savanna nên là mình xài gỗ keo thôi. Đó, một cây gỗ keo nè. Ngon lành. Bên đây một cây nữa. Hai cây gỗ keo liền. Đây một cây nữa nè, đây một cây và bên này một cây nữa. Năm cây là được rồi các bạn ơi, nhiều quá thì nó cũng không có tốt. Chỗ này một cây nữa đi. Lên. Cuối cùng cũng chịu lên. Trời ơi. Gỗ gì mà cứng đầu quá vậy? Cái cây gì mà cứng đầu quá ha? Và đã xong một ngày nữa rồi. Trời nó cũng đã tối nữa rồi các bạn ơi. Nhanh thiệt sự ạ. Bây giờ thì chúng ta lại tiến hành đi tìm mấy em đà điểu thôi nè. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đi ngủ một phát đi ha. Chứ không là quái lại xuất hiện đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đi dắt mấy em đà điểu về thôi nha các bạn. Mình đã có chuẩn bị những cái dây rồi nè. Công thức chế tạo rất là dễ luôn. Từ cái slime ball hoặc là toa rope. Với lại bốn cọng chỉ là xong. Đơn giản vãi chưởng luôn đó. Chúng ta chỉ có thể thu phục đà điểu con thôi. Và đà điểu con thì nó sẽ nở ra từ trứng của đà điểu. Chứ đà điểu trưởng thành á thì chúng ta sẽ không có thể thuần hóa được nha. Rồi bây giờ đi kiếm em đà điểu thôi nè. Bên đây, bên đây có một em nè. Ostrich. Đây các bạn ơi. Một em đà điểu, mình sẽ tiến hành dắt nó về nha. Qua đây còn em nào nữa không? Kiểm tra thử coi. Hình như là không rồi các bạn ơi. Thôi dắt nó về đây. Dắt em đà điểu về nè, xịn sò con bò luôn. Wow. Qua đây cũng có được mấy ông dân làng nữa nè. Đã vãi cái chưởng ạ. Ủa, dắt về đường nào vậy? Ờ, dắt về đường này mới đúng nè các bạn ơi. Nãy giờ tôi đi lộn đường. Đó, phía này mới đúng nè. Wow, chúng ta phải qua một cái núi nữa hả? Coi thử coi. Hình như mình phải đi qua một cái núi nữa các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như là dắt đà điểu nó khá là dễ ha. Wow, bên đây có được sư tử nè, sư tử đực và dê luôn. Ủa, bên kia có được một em báo đen nữa kìa. Kinh khủng. Ôi đà điểu này dắt về nhanh ha. Nó không có khổ cực như là hổ các bạn ơi. Mấy con hổ dắt về thôi chứ khổ lắm. Con đà điểu này nó như nó bịt khẩu trang vậy. Nó mà các bạn ơi. Vãi chưởng à. Ơi, dắt dê thôi. Có thêm một em đà điểu nữa rồi. Ăn một phát cái đã. Di chuyển con xíu mà đã đói rồi bạn ơi. Mình sẽ dắt về theo đường này nè.
chỗ này nó có cái đường lên. À, về 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 nhanh thôi nè. Wow, cái con này nó nhảy cao được hay sao á, nên là dắt về nó khá là dễ nè các bạn ơi. Nó không có bị động, nó chủ động nó nhảy luôn. Rồi đi về nào. Tới nhà rồi nè. Ok, vô trong này. Vô trong đây. Ồ, mình sẽ cột nó vào chỗ này trước đi ha. Ồ, một em. Và tiếp theo mình sẽ đi kiếm thêm những cái em khác nữa nha. Ồ, chúng ta có được một con female ostrich nè. Một con đà điểu cái. Đây các bạn ơi, con đà điểu hồi nãy là con đà điểu đực á. Còn con này là con cái nè. Ui, quanh đây còn một con nữa hả? Hai con luôn, hai con cái luôn. Mình sẽ đi kiếm thêm nha. Thường thì mấy con đà điểu nó hay xuất hiện từ 1 tới 2 cá thể một lúc á. Nhưng mà mình xui nên là mình thấy được có một cá thể thôi. Đây, thêm một em đà điểu cái nữa. Dắt về thôi bạn ơi. Chúng ta sẽ đi về đường nào coi. Đúng rồi, chúng ta sẽ đi đường bên này về nha các bạn ơi. Dắt về luôn cho gọn. Có được một em đực rồi. Bây giờ thêm hai em cái nữa. Xin so cũng bo luôn. Đó, nhà phía bên này thôi mấy đứa ơi. Đây rồi, mình đã thấy được cái nhà của mình rồi nè. Ngon lành, ngon lành. Wow, lôi mấy đà điểu về nó dễ vãi chưởng các bạn ơi. Công nhận nó không có bị khó khăn như là chúng ta lôi mấy cái em hổ nè, báo nè, sư tử, hoặc là báo đen về. Ui, mấy cái em đó lôi về nó khó cực kỳ luôn. Rồi, cái đường bên đây đi được không ta? Hình như là không đi được rồi, mình phải đi dưới đường vòng mới được các bạn ơi. Cái công viên của chúng ta nó dần to ra rồi đó. Nó to và cái chữ luôn. Đây là công viên kết hợp thời hiện đại với lại... chúng ta gặp được bò cạp nữa các bạn ơi. Wow, ba em bò cạp luôn, bò cạp đâu nhiều vậy? Bò cạp này còn có bò cạp con nữa. Mình có được hai con bò cạp con luôn. Wow, nói chung cũng khá là xịn sò đó các bạn ơi. Hay vãi, nhưng mà bò cạp mình đã có đủ hết rồi. Nên là mình không có bắt thêm nữa đâu. Mấy cái con Saco Surchess đã lớn như thế này nữa các bạn ơi. To quá cái chưởng ạ. Ui, bên đây một con nữa nè. Hấp dẫn nha em. Siêu bự luôn. Nó đang chơi đùa với lại mấy cái cọc đó các bạn ơi. Mấy cọc hình nộm đó. Rồi, mình sẽ dắt hai em đà điểu này về đây luôn nha. Chắc tầm 3 con là đủ rồi ha. Mình có còn dắt thêm nữa không? Để mình sẽ cột tụi nó vào đây trước cái đã. Mình sẽ nghiên cứu coi cái còn dắt thêm không. Phía này chúng ta lại gặp được một con đà điểu nữa các bạn ơi. Con này dễ dắt quá. Nên là mình dắt thêm luôn. Ủa, mới nói nó dễ dắt xong nó đứt dây rồi. Ui, đứt dây rồi. Tính tẩu thoát nè các bạn ơi. Dắt nó theo đường này mới được. Đi nào, không có đứt dây nữa nha. Mới khen dễ dắt xong cái đứt dây luôn à. Kỳ cục. Thôi là đà điểu nó chạy nhanh á, nó có thể được chạy theo mình được. Ôi, chúng ta gặp được một con đà điểu gì đó khá là lạ các bạn ơi. Ủa, đà điểu màu trắng. Ồ, đây là đà điểu gì vậy? Dắt nó về luôn các bạn ơi. Ôi, xịn vãi chưởng hả? Wow, đà điểu màu trắng à. Rồi, mình sẽ dắt nó về bằng đường này nha. À, mình mới tìm hiểu xong cái con đà điểu màu trắng này là đà điểu bạch tạng các bạn ơi. Hấp dẫn. Thì trong cái thế giới Overworld á, chúng ta sẽ có được 4 loài đà điểu. Đó chính là đà điểu đực, đà điểu cái, đà điểu con và đà điểu bạch tạng. Ui, may mắn phải chữ người mình gặp được một con đà điểu bạch tạng à. Hên thiệt sự à. Thôi, mình sẽ tiến hành đi dắt về nhà thôi. Ngân lên cành đào luôn. Nhà mình đi hướng nào vậy, hướng này hả? Rồi, dắt về thôi bạn ơi. Không biết trên đường về nhà chúng ta có gặp thêm em đà điểu nào nữa không ta? Còn một đoạn nữa. Ô, mình gặp thêm được hai con đà điểu nữa các bạn ơi. Wow, hai con đà điểu đực. Ủa, cái gì vậy? Một con rắn các bạn à, sợ bả chưởng à. Mình sẽ cột hai con này vào trong dây đây trước đi ha. Nên mình bắt thêm mấy con nữa đó. Rồi, nói chung thì mình sẽ lôi cái em đà điểu này xuống cái đã. Một con đà điểu đực nè. Bắt xuống thôi bạn ơi. Đó,
một em. Tiếp theo là em thứ hai. Và đâu rồi? Mấy em này chắc mình sẽ chặt dây ra đi. Em thứ ba, em thứ tư và ui đâu một em nữa rồi. Em thứ năm. Wow, chiến này mình có được ba con đực nè, một con cái và một con là điểu bạch tạng. Ây da, con rắn cam các bạn ơi. Rắn cam này nó hiếm rất trứng quá vậy. Ôi mình gặp được một con nữa nè. Wow, nhiều thiệt sự các bạn ơi. Ôi quá trời quá đất luôn. Mình sẽ bắt nó đi luôn. Đó, thế là chúng ta đã có được 6 em. Ô, một con là điểu con. Rắn cái này sao nhiều quá vậy. Ây da, cắn mình bị độc rồi. Ủa sao mình còn 3 con là điểu hả? Một con là điểu nhỏ nữa. Ui mấy con này nó bị rớt xuống đây rồi. Mình sắp về tới nhà chưa? Nhà mình còn dài quá vậy. Lại trên đường tôi lại gặp là điểu nữa bây giờ. Đâu rồi, 4 con đực, một con bạch tạng, một con cái, một con là điểu con. Đó, đây chính là 4 loài là điểu mà nó hay xuất hiện trong tự nhiên nữa các bạn ơi. Có con là điểu con này thì nó cũng đã sắp lớn rồi. Wow, đây rồi. Về chuồng thôi mấy đứa. Đây các bạn ơi, mình sẽ dắt nó vô đây hết nha. Cột nó vô. Vô đây đi. Wow. Và thế là sau cái chuyến đi này mình đã có được rất là nhiều đà điểu đúng rồi nè. Wow, xịn vãi cả chưởng hả. Rồi bây giờ mình phải đóng cái chuồng này lại cái đã. Đóng chuồng lại trước đi, rồi tính tiếp nè. Trời nó cũng đã tối luôn các bạn ơi, nhanh thiệt sự à. Mình chỉ đi dắt đà điểu thôi đó mà đã qua được 2 ngày rồi. Và đóng luôn cái phần ở trên lại. Xong, và đây chính là chuồng đà điểu của chúng ta. Mình sẽ tháo tụi nó ra từ từ nha. Tháo bên đây ra luôn. Ok, và thế là chúng ta có được khá là nhiều đà điểu rồi. Nhưng mà mấy em đà điểu này chưa được thu phục các bạn ơi. Và để thu phục mấy em đà điểu á, thì chúng ta sẽ cần một con đực và một con cái cho tụi nó ở chung với nhau trước cái đã. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái khu vực để mà bỏ một em điểu đực và một em đà điểu cái vào nha. À, để cho mấy cái em đà điểu này nó sinh sản á, thì chúng ta phải cho tụi nó ăn hạt dưa hấu nha các bạn ơi. Ôi và con cái nó ăn hạt dưa hấu thôi hả? Con đực nó không ăn các bạn à. Vậy thì chúng ta sẽ chờ tầm 1-2 phút đi. Rồi để coi tụi nó có tạo ra mấy cái quả trứng không nha. Ủa sao chỉ có con cái nó ăn thôi ta? Đây nó đã có được một quả trứng rồi các bạn ơi. Đây. Cái quả này chính là trứng của đà điểu nha các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng có rồi nè. Ngon lành. Đây bắt đầu nở nè bạn ơi. Nó sẽ chờ cho nó nở coi. Ra là vậy bạn ơi. Cho nó ăn hạt dưa hấu mà chỉ có con cái thôi nha. Con cái phải ở gần con đực và chúng ta phải cho con cái hạt dưa hấu. Đó thì nó đã nở ra được một con đà điểu rồi nè. Để mình sẽ thử lại tạo một lần nữa nha bạn ơi. Lại cho con cái ăn hạt dưa hấu nè. Và chúng ta sẽ chờ cho tụi nó tạo ra mấy cái quả trứng coi. Ui hai con đứng ở trên cao vậy. Đẩy tụi nó xuống coi. Trời ơi hai con này đứng trên cao làm cái gì không biết nữa. Chờ cho mấy em này nó tạo ra quả trứng nữa bạn ơi. Sẽ thử cho mấy cái con đà điểu này ăn mấy cái hạt dưa hấu coi. Coi thử nó có tạo ra mấy quả trứng luôn không. Nếu mà nó đứng gần mấy con đực thì nó sẽ tạo ra được đó các bạn ơi. Còn mấy em này thì mình đã lai tạo rồi, cho nuôi nhốt luôn rồi. đây chúng ta đã có được một quả trứng rồi bạn ơi. Quả trứng này chúng ta phải cầm lên nha. Đâu rồi, mấy cái quả trứng chúng ta phải cầm lên và cho nó nở mới được các bạn ơi. Ủa con này nó mới đẻ trứng bên đây mà. Đây. Đây, phải cầm lên mới được các bạn ơi. Mới cầm trứng lên nè, thì nó mới nở ra. Đây, đúng rồi, chúng ta đã thu hồi được một em rồi nè. Cái này mình vẫn đặt tên là Ostrich thôi. Đà điểu thế nè. Đó, thế là chúng ta đã thu phục được một em đà điểu rồi. Còn cái em đà điểu này á thì hồi nãy mình không có thu phục. Tại vì mình không có cầm trứng lên. Phải cầm trứng lên thì mới được đó các bạn ơi. Đây rồi. Đó. Tới gần á thì mấy quả trứng nó sẽ tự thu vào trong tay chúng ta nha. Đâu rồi, mới thấy một quả trứng đâu đây mà. Nó nở nó mất tiêu rồi. Mấy con đà điểu nó sẽ bị tấn công chúng ta đó bạn ơi. Đây chính là những cái quả trứng chưa được thu phục đó. Còn trứng thu phục thì nó sẽ khác liền. Chạy. Vô tấn công chúng ta các bạn ơi.
Đây chúng ta có được mấy quả trứng mà chưa được lấy kịp thời á, nên là nó sẽ tấn công chúng ta như thế này nè. Mình đang để ở chế độ bình yên nên là nó không có gây sát thương cho mình được. Sợ phải cái chữ ngợ. Đó, trời thì nó đã hết tấn công chúng ta rồi. Kinh khủng chưa. Đây mình sẽ cho nở thêm hai quả trứng mà đã được thuần hóa nha bạn ơi. Đây chúng ta sẽ cùng theo dõi coi trứng mà mình cầm lên tay được thì mới thuần hóa được các bạn ơi, chứ không cầm lên tay kịp á là nó tấn công chúng ta liền, nó tưởng chúng ta đi ăn cắp trứng của nó đó. Lâu lâu lâu, đây rồi các bạn à, một em. Đây Hostrick em đầu tiên và tiếp theo là em thứ hai thôi. Thứ hai lâu nở quá vậy ta. Ủa, mình tới gần cái quả trứng nó sẽ bị thu vào trong tay đó các bạn à, nên là chúng ta sẽ giữ khoảng cách cái đã. Đây rồi, đây chính là em đà điểu đã được thuần hóa nữa. Đó là mình đã có được ba em đà điểu thuần hóa rồi nè bạn ơi. Mình phải vô đây cho nó sinh sản tiếp coi. Rồi, và đây chính là một em đà điểu thuần hóa nữa nè. Ngon. Chúng ta sẽ chờ thêm một em nữa nha bạn ơi. Khá là nhiều đà điểu ở quanh đây luôn đó. Ôi cái con đà điểu này nó đã lớn hơn rồi hả? Nhanh phải. Cái con đà điểu thuần hóa của mình nó cũng đã lớn tới đây rồi nè. Được với trưởng nha. Ok, mình còn 6 cái melon seed. Chắc mình sẽ tiến hành tạo luôn 6 cái quả trứng và đà điểu nữa nha. Các bạn ơi, mình có thể cho mấy cái em đà điểu mấy cái Essence of Darkness nè, The Set of Fire và Essence of Undead. Ờ, ngoài ra còn có cái Essence of Light nữa. Uầy, để biến cái con đà điểu thành con đà điểu kỳ lân hả? Uầy, nó cũng khá là hay các bạn ơi. Và bây giờ chắc mình sẽ tìm thử ba cái trái tim này, thử mình có không ta? Ba trái tim thì đúng không? Mình nhớ là mình có một loại trái tim nào đó các bạn à. Đây nè, mình có được ba cái Heart of Fire nè, trái tim của lửa. Ồ, còn những cái trái tim còn lại như mình không có hay sao á. Trái tim của bóng tối và trái tim bất tử thì như mình chưa có các bạn ơi. À, mấy cái này các bạn có thể đánh bại những cái con ngựa lửa nè, hoặc là những cái con golem lửa để mà có được cái trái tim của lửa nha. Ngoài ra thì cái trái tim bất tử này các bạn có thể đánh được cái con ngựa zombie hồi nãy á, thì nó có thể ra được nha. Còn cái trái tim của bóng tối á, các bạn có thể đánh bại được cái con ngựa bóng tối nha bạn ơi. Nó cũng màu đen thui à. Bây giờ mình sẽ chế tạo cái Essence of Fire nha. Công thức nó cũng khá đơn giản thôi. Một cái lọ, một cái trái tim và một cái lửa thôi hả? Cũng khá là dễ các bạn ơi. Clay powder ở trên mình có không ta? Rồi mình sẽ lấy ba cái cục lửa chỗ này luôn đi ha. Mình có lửa mà. Rồi, lần đây chúng ta sẽ lấy thêm ba cái lọ nữa các bạn ơi. Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành tạo luôn trái tim của lửa. Ồ, công thức khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Và đây nữa nè. Ok, ba cái trái tim của lửa nha bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng một cái bình trong cái tập ngày hôm nay thôi. Mấy cái còn lại chắc mình sẽ để dành quá. Một bình thôi. Để coi thử nó có biến đổi được không nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái chuồng của mấy em đà điểu thôi nè. Thì với những con đà điểu đã được thuần hóa, các bạn có thể tiến hành đeo những cái helmet, những cái mũ cho nó nè, hoặc là cho nó những cái wool nè, và đeo chest cho nó được luôn nha. Rất là xịn sò nha các bạn ơi. Đầu tiên chắc mình sẽ đeo mũ cho bạn cùng coi nha. Con đà điểu nào mình đã thuần hóa đâu? Đây đây, một con đà điểu được các bạn ơi. Mình sẽ cho nó đeo cái mũ vàng thử coi. Nó đã có cái mũ vàng đến đâu rồi nè. Xịn sò chứ. Ủa đâu rồi? Đây nè. Em này để mà cưỡi các bạn phải có một cái shadow nha. Đó. Chúng ta sẽ bấm chuột phải lên. Và chúng ta có thể cưỡi được đà điểu nữa nè. Chạy không có nhanh lắm ha. Mình nghĩ nó chạy nhanh lắm chứ. Ủa. Tức là chạy cũng không nhanh các bạn ơi. Và tiếp theo thì mình có thể đeo rương cho em này được nha. Đó. Chúng ta sẽ có được một cái chìa khóa nè. Có được một cái rương nè. Cũng rất là hay luôn các bạn ơi. Rồi chìa khóa thì mình sẽ bỏ vào trong đây luôn đi ha. Đây, em đà điểu này thì chúng ta có thể mang theo để mà chở đồ được. Tiếp theo thì mình sẽ kiếm một cái em đà điểu khác đi. Còn con nào thuần hóa mà nó lớn không ta? Đây nè, còn một con đà điểu cái nè. Con đà điểu cái chúng mình sẽ cho nó đeo cái nón da nha. Đó, nón da. Mình sẽ chế tạo thêm những cái yên nha các bạn ơi. Mình đang bị thiếu yên rồi. Đó, tôi sẽ tạo ra một đống yên luôn. Ok, 8 cái yên. Mình có thể dùng hai loại yên đều được nha. Yên của Minecraft hoặc là cái yên của cái mod MMO Creator đều được nha các bạn ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đeo yên cho cái em đà điểu hồi nãy mình vừa đổ nón. Đây nè, đà điểu cái nè. Đâu rồi, cái em đà điểu cái hồi mình vừa trang bị đồ đâu rồi. Đây nè các bạn ơi. Em này mình có thể cởi được nè. Ôi, nó chạy cũng không có nhanh ha. Sao kỳ vậy ta? Mình nghĩ là nó sẽ chạy nhanh lắm đó chứ. Nói chung thì em này chúng ta có thể đeo chest cho nó được nè.
đeo một cái chest cho nó. Và mình có thể dùng cái cuộn len này nè để mà tạo thêm cho nó cái lá cờ nha bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái lá cờ ở trên lưng nữa không? Xịn xò liền. Đây là lá cờ màu đỏ nè bạn ơi. Mình sẽ đeo cái lá cờ khác đi, màu xanh nè, cho game là điểu đực. Đó, có cờ hết luôn nha các bạn, rất là xịn xò luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành biến đổi một cái em đà điểu nha. Đây là một cái Ascent of Fire. Đó, mình sẽ biến đổi cái em đà điểu đực này thử coi. Ồ, các bạn thấy không? Nó đổi màu nè. Ui, nó có tiếng gì nữa. Ui, và nó đã biến thành con Ostrich gì rồi nè các bạn ơi. Khá là xịn xò luôn. Mình sẽ tiến hành đeo yên cho nó đi. Mình thể cởi nó được không? Wow, nó bay được nè các bạn ơi. Ui, nó nhưng mà nó bay được tới dưới đây thôi hả? Ủa, nó bay cao được luôn. Wow, em này thì bay hơi bị khổ rồi bạn ơi. Ủa, nó đang biến đổi nè. Ồ, ta có thể bay được nhưng mà bay hơi bị khó khăn thôi nha các bạn. À, thì ra đây là tác dụng của mấy cái Ascent. Khá là xịn xò luôn nha bạn ơi. Ồ, ta có thể bay cao hơn nữa nè. Ồ, được. Ui, mà bay trong đây nó hơi bị khó khăn chứ bộ. Cũng không dễ các bạn à. Ui, thế thì cái em này nó có khả năng bay ra ngoài không ta? Ôi, mình phải trói em này lại mới được các bạn ơi. Mình khá là lo sợ nó sẽ tìm đường nó tẩu thoát đó. Đây, chúng ta đã có được một em Ostrich khá là xịn xò luôn rồi. Chứ chúng ta sẽ cột nó ở giữa này các bạn ơi. Đó. Wow, thì ra cho nó uống cái Ascent đó thì nó sẽ thay đổi nè. Và đây chúng ta đã có được một em đà điểu gì rồi. Đây chính là đà điểu địa ngục nha các bạn ơi, Nether Ostrich. Đó, chúng ta còn ba cái loại đà điểu khác nữa, tương ứng với lại ba cái loại Ascent. À, để mình cho các bạn coi. Đó chính là đà điểu kỳ lân Ascent of Light nè, được chế tạo từ tổng hết ba cái loại bất tử, lửa và bóng tối. Đó, đây là Ascent of Undead, đây là con đà điểu bất tử nha các bạn ơi. Và cuối cùng là Ascent of Darkness, đây là con đà điểu Wyvern nha. Wyvern Ostrich, nói chung thì cũng khá là xịn xò đó. Nó có thêm được một cái loại đà điểu nữa rồi, xịn xò nha. Và để cái bọn đà điểu này nó tháo đồ ra, chúng ta có thể nhốt nó vào trong cái bed amulet này nha. Đó, nó sẽ tháo hết đồ ra cho chúng ta. Và nó còn một cái cách nữa, đó chính là giết tụi nó đi thì nó sẽ trả lại đồ cho chúng ta nha. Ok, giờ mình sẽ đeo cho nó lại thôi. Đó, đeo cái xây đồ nè, đeo cái rương và chúng ta sẽ đeo luôn. Ô, nó mất tiêu cái màu của mình rồi. Chắc mình sẽ cho em đà điểu này màu hồng quá. Ơi, nó mất tiêu cái lá cờ màu vàng của mình hồi nãy rồi. À, mình còn cái mũ nữa. Cho mình cái mũ luôn. Đó, rất là xịn xò nha bạn ơi. Và mình có thêm được một cái em đà điểu địa ngục ở đây nữa. Wow, nói chung thì cũng khá là tuyệt các bạn ơi. Wow, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.